À, trong nhiệm một lục sự thì ra ta lục do tha ta ca ưu tiên ca cầm ri cầm hai tiếng on đi ca lực tính chất hay là bởi miền ca cho châu ta lục hôn sen miền cô bẩm lo bẹp na bị pro như khơi hai tha cả nạp phạm lương tiến ọt bán tấu cho luôn cả bà chân nọt một tế có vấn đề sẽ ca mà phim ca cầm ri cầm hai chia chan cái tha tu tiên bà tế thèm đó cứ bàn cầm phong thật phư ạ nó quật nhà sạc cam thèm việt ta cô bẩm non ta quay lại lục hôn sen trong trong bàn bà xong cái rồng chơi lục sự thì ra bạn. À, ở con trai đồn sĩ thay coi trong số mong tới chung con có được thêm thì bằng đấy hay chỉ cần thêm cả là thêm xong cả phải một cùng để thay đổi được cái đặc điểm trong trong điểm số bằng phone trong chiếc máy tại không được gặp tới chiếc tết cứ cười mặt thế anh giật TV để tay tay tam tam ra cam bị tiếp sai rồi bây giờ nhóm tăng bị đám được một tại tôi đang phát hiện bot đã chia sẻ nuôi bằng lúc chia lệch lại là ta ở bởi vì lộ con sai miền bằng nó ở bởi tại tôi thả ba cái nạp bạc lên tiền mình miên vật thẩm miên này không cả cho luôn bao nhiêu tệ hết ấy ban lô không sai còn prăng lại hết vậy và còn prăng lại ní cứ khi hai tha chia chùm nâu ban này ra về chia chùm nâu ban này về chất hot ở đây là hai ban này chùm nâu trong khe nhưng ai tha chùm nâu trong khe này giật sát đi phít chân giật sát đi phít ní vì ở miên thật sự tập hiếp pra ở chùm cua lô xong là si tê lô con sai miên thật sự tập hiếp pra ở chùm mùi nước mai cả hôm pra ở chùm mùi nước phân bạch có vấn đề cắt và chơi dạng ngôn ngữ để trai cho mỗi cô đại cứ trai cho mỗi lúc xong xí chân cô đại vào lúc xong xí có tam cực tích lúc xong xí nóng niêm cọp khánh và đạp bạc sử dụng chi tế có vấn đề ở quay đại lúc xong xí đăng luôn hay cắt đọc chân phí thì hai ta ở phát phí dụng sản phí được bao lúc xong xám cứ một siêu bái miên tế liền lên phí và thiên cái đạp bạc chân là bây đại cô đại đại lúc xong xám ca phí cái bài chấm bao nhiêu nào tập bông kêu đam đây đó cứ tam cầm tích được xong si tê tệ tôn năng là cái đặc đặc bạn vô bài nè đại miệt xếp cúp rồi cầm miệt tầm đặc tầm đón chuẩn bị năng là đặc nam rồi cái đặc bạn trang đại miệt tục đại lộ con sàn chặt tục thảm miệt tục lúc cái đặc bạn nốt nấn cho một ca làm gì chân cần là khỏi là lộ con sàn kết có lộ xong si đăng ra lộ con sàn còn mong thứ ấy đây chẳng đòi lúc con sáng cất thà bá xâm chìa lúc xong là si mình vô đồng này chỉ bà thiên ai đi lia chân bị bà thiên có được tiêu chú lòng xung ra thơ bà thiên ủa lúc con sáng có đăng cho bà nè ông bì lạc khăn để cho cha ca này ca cho cha như nơi tìm Philippines và bọn cho chết tay nơi dân chấn để cho rùm này không cách cho cha hay có cái hai đã chọn chỉ là thành cả mũi trong ca bằng cá cái nắp bắt chìm đó rồi biến sự mà đúng nắng cái nắp bắt xong xì chắc luôn con sai còn đăng nhau chứ bác luôn còn miền mình con này còn đang ra vậy chuyện đăng ấy lâu mai đi bán đừng dậy mua chân mua 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 tới rồi cắt chân chưa xa thì là ấy lấy cả cắt chân cái này đấy cắt này còn đang chẳng riêng ấy lâu con sai có thôi là tam mai đi bán đi về ở tam đoan thôi nhưng mà đã chân chung một con thế rồi chân chung một con mua chồng chẳng có thôi tôi tám mai đi bàn thì chẳng cho tôi sao bỏ khát cứ hai đứa chủng nấu trong khay bàn này chật phật đây ấy phật bỏ cho nó à cho tôi sao nó tay lên ruồi thay đấy chẳng lô con sen cật prai cho tôi sao nó công công chứ ngờ là mấy bàn lô con sen cật nơi cật prai bị cật prai đầm bay bằng hang bị ắt chụp bờ bọc quát ở miền ca cho ruồi bỏ cho nó bị chụp bờ đất cái đã cho ruồi bỏ cho nó đào ca cầm điểm cầm hai đào to đào bây giờ cướp ruồi tiệp từ con bé lô con sen dùng mà prai chỉ lớp trong cày và trong dây ta chấm nâu đam khai đam rồi đây đi và này là chất hot này để sau làm mà khai thì tôi thấy chẳng bao giờ tôi chưa thấy thấy nặng thầm chất cùng men pro cam cùng bịch chân hai ta mặt tệ dục bao nát đây mình xong thì nó lỗ tán lỗ con sáng còn pra pra âm nát pra ca nên là cả pra âm bơ hơn xa còn nói pra chấp bao quát chấp đặt cục đặt chấp bạn chấp đam chất dây tử bịch chất vậy nơi nóng ca cái đã thưa ca comment tới lơ Facebook lô con sàn chỉ đàm chân bọn ổn cho nó chết tập bình dắt trong chúng nói đăng hai ở vây đây lô con sàn còn prai đâu giờ đăng đi và giờ apa ba đăng đăng thế đại sao còn prai đấy chụp quay cam một chân còn đã bạn sự tổ chức nâng còn đã bạn lần tiên chỉ ra rung đã chọn tổ đã tôn ca cho comment nâng chân còn thưa ở phụ nâng chê nút quát mà nút chỉnh ngay được trong dưới cho còn tu bay cái ta cắt xa hay còn ok ok mà hàng gì rồi nữa ok ok mà à chế bị trao mấy con thư đi chẳng có thừa cái chế là bấy bằng grab chạp ở chạp có cần cho tôi nè cần tạ tông men tè nó mà một chút chết à tê giờ đó đôi lâu không cần sao đôi lâu cả
dùm non đôi trở đành kỳ nhung bây loan đài lục vườn Việt Sơn à vậy đấy chẳng bên châu ta đã có một khám bên châu châu là cần lùng bên là cần lùng bàn hay bên cần châu châu cần ai vay bà hà mới màu cần nạp bạc sử dụng chứ ở đây mà chất này cần nạp bạc sang làng với nhảy số đó vay bà hà cái này ai nó mềm sân tập hiếp đấy vì ở sân tập hiếp đấy hãy đây bàn giờ mềm sân tập hiếp bà phụ nông miên bẩm nong châu lắm em chụp điệp lô con sen bà phụ nông miên bẩm nong châu lắm vì ở đây không cốc không thế đấy còn ở đây không cốc là tận đồng tề tuần này ở đây không cốc họp cho em hay mà cho châu vì ở thấy tận đồng ở thấy tận đồng tề bộ lô con sen ơi đây trần chết mà đây thế hả nó phải ai xong tận đồng thế trần mà bên nông mà bay ba bạc trắng đấy vì ai xong tận đồng có bắt tay con lẹ băng này không cốc đấy bà phụ trần chết con lẹ băng này không cốc bàn này thá con mình châu chỉ mới nông lô con sen thế bạn đại dương khơi chấm trong khói đại lục hôn cơ sở năng lục dâm xin nón cái hai đại thái đặt nét tẹt lục nó dương gió máu đâm bấy ô tiên vô năng ở đi ở mà cho ruộng chấm với các bạn chuẩn tam giác ca cầm đeo cầm hái nên cá đo tuần tì đấy cầm đo tuần tì chỉ lui cá ao hái trên tầm này hái đấy ao tầm đập tầm bay bà bạn bạch thằng này ai chắc à vậy đại là ở lô lô xây đại ban châu ruộng trong cầu nơi không cốc nó đại châu ruộng thì bơi lô hòn sàn trong cầu nhé còn miền chụp rơ tê ai công thay còn trong vay cái này ai men mình trai từ con nó tập bị nơi buôn đập ngay vậy nè được lô hòn cửa sổ đôi dục dâm xin non men chia sắc cảm chôn bọc bạc ăn còn còn chia sắc cảm chôn mình không ai chấn nào sập con phải nâng nón nẹt con tro vậy luôn á còn chấn nẹt con tro tê còn miền thì bảo là sắc cảm chôn xài bẩn tay được bọc bạc kì miền ra chấn nào sập con cái chỉ lo à lấy cái đạp bằng hàng mà còn thứ ấy tôi tin đặng nam thứ ấy ở đặng bằng hàng mà đấy công thái tôi được tí đặng nam cầm lục cầm gì khác nơi của rế cầm tro lục tam sĩ chiếm tiền tây tí ao miên sốp là phép anh ra chiếc cầm tro đó ngày này nó cầm về đang ngày sau đấy anh đang bàn đây ta ta dễ dẫn hạ bây đôi ta còn làm thế đấy chẳng bàn nhom phàm thá lệ khăn bảo kê tháo dòng sỉ non miên đặt cho quân nơi của rế nhom phàm thế cho đời xa chỉ cho tôi xác nó bó lục xăm xí eo phía kỳ lục cầm dự khá còn trô lục xăm xí chìm tiền tới tí đồng bay ở lục xăm xí miên tục quân lập biếp nông cá dục tuôn được tí nâng á tại thơ ta cảm phim chìa ổn trả chiếc rồi ấy lục hôn xa ba nà riêng trong cái buôn cầm tích túc cắt lục xăm xí tam thì giác cầm lục cầm dự khá đó để miên mai mình đi văn chìa đại đồng nón là bay vay cầm tích nên lục xăm xí cầm áo còn tự tuôn ban nâng và thiên tuôn được tí chìm tiền tới tí của tao là miên cá thư sở mát là dân hay cầm thì nông bị cho có hại gì ấy anh chị đang lực đề đại gì đâu mà bị cho cục quân đại mình tập đằng cho lại phòng đúng không ạ cái nét của tại chỗ tôi xa là anh đang nhập rap chia sở mát là cái control là xong xí chia thêm đây tí miền đấy cái nào bao trang hay cái đang lương tụt bay tại hôn cơ sở hay đang nhập gì non cái đang đang hết anh đang là đang trôn tẹt bóc chia cho tôi xa nó bao hại anh tôi xong xí nó bay ốc tiến ấy cầm chốn nâng nét control hiện kỳ lục cầm thì khá control lục xong xí chia thêm đây tí rồi lộng mai ni văn bàn tri mai cái sao đang tận số mà tới bị cháu xong xí bị bắt bạc và hai đôi thay mà vô trường chiết nhưng mà hai và đau tay và đòi đừng nghe ai chưa chân dục tự sa lục sa lục con sa anh đi phía trong cào như thế bị ăn chụp chơi đi hai tam là dạng dục tự sa cái hai ta đặt đằng pro đấy giờ cần bị đam như đại lưu là đằng pro bạn nhầm lưu số lục không mình đi có sao đấy bạn là khác bạn bạn lớn có ta chơi 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 của ở đây nên trong sao ấy mình nè trong tay là lưu ở bịa chơi chơi là lưu tay stray thế nè con của mông kê ấy chơi chơi cái này đào vẹt đần đần pro hai ba bộ chơi nó chìa nè chơi là chơi chơi lục không đi cái sao còn lục lệ mà đấy mình sao mà tết là điều tha đi tất cả mà chơi đại chơi vào đó nơi khang khang bay lên nên cái chơi 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 ấy nhầm trong nhà đây lấy bàn đây thá chấm nó đang ở đây ní bị chật họ thay cho ngồi trắm tất cả mà chơi tất cả mà cần đi tất cả cái đã bay luôn đầm nè đây trong cái tha ra chân là sầm quan bắt phải chăng đã bay to su chấm muốn chơi bài ca miên ngay hôm thôi thế ai chấm này thà câu bầm non nó bao lâu con sai nó còn tại trong bằng hai bị ắt từ pull sầm rập sẽ cầm một chân sẽ cầm can đi cầm ói ngư plan to và chỉ mới con nó bắn đâu ở mờ khơi như lúc hiệp thà cái nắp bạc bị chăng đăng ký liên control hay mà liên control lâu con sai từ từ một chai trai chấm đầu đại tiết mà nói cái nắp bạc bị chăng bao nhiêu nào máu bấm pin lại hàng cung chẳng tê ở hơn mà nay cả bàn tê ở nay các bạn này có một tay pin đi lâu xa lâu mờ tới đấy được chạm mờ lâu trong trong cùi bạc mới tại lâu hiện tờ tế tê ẩm nát tông tầm mang tầm áo bê lúc đừng bê để lúc đá ô chương hoi đầy câu nế mà cái bật ca xong bài giang đôi để lúc sự chiệt tô xê tê lúc nông kẹp sân bó quạt chẳng mà cái tập bật ca tập bật đá bê xăm xăm ọt hơi nè kìm tầng cầm nâng cọt tay ta nè
chẳng bóng bóng chôn chết đài tam tan e sạch chí ví át lộ con xe lẹ ba nè nè át lẹ ba nè lộ anh tay tần cái đăng nè nè miền tờ lộ anh thì át đăng nè lộ con xe này thì át đăng được sai màu lẹ ma lì dí e sạch hai môn mà phê ngay cái bà thân ở miền tờ tờ ca chê 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 chẳng nè đài sạch đập e sạch cứ tờ tuôn bán bó ở miền môn kê chúng ta chưa chạy thật nên tổ tư ban phòng miền một kề hai chấm này nơi gặp bơ tổng bơ thọc tiệp rồi bao còn sáng còn trái tụt tệ ai ăn sẵn bao nó chui sọc sai này nè bắt EBA ăn pành hà tế không còn ăn cua EBA ăn mẹ pành hà tế có máu tập bắt ăn dừng nấy âm FN được không lên dây đây âm FN nó bị chọc tên chủ môi nó say là kì áo tệ dân cây cro bậc cây cro bay đặt ca kì áo còn ăn cua âm FN nó ăn แน่จิตปรัชญาสําคัญแน่គាត់ថាចង់បកប្រឆាំងដែលយុទ្ធនាការឲ្យអន្តរជាតិដាក់តន្តកម្មមកលើកម្ពុជាអញ្ចឹងចលនាឲ្យកម្មកកម្មការនេះធ្វើលិខិតកោតទោសលោកសំស៊ីអត់ត្រូវលោកសំស៊ីគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រឆាំងអន្តរជាតិទេរំលោភប្រជាធិបតេយ្យណាបាត់ដល់ប្រជាអំពីកលងប្រជាធិបតេយ្យនេះជាបញ្ហាแล้วกรมประเทศทั้งไทยบ่ฮู้จึงจะใส่เกเป็นกรมประเทศทั้งไทยเรียบจาจอมการบอชนาวดอยสรัยตรงเต้ตามแบบสแตนดาร์ดอันตรายเนี่ยดอจูนในสิทธิ์ในการสวดสกรีตสำหรับการจัดการสิทธิ์ในกรมตัวบ้านสาอันในสาปอดเมียนเสรีหนึ่งจุดติดต่อนะอัตตาอันในให้ได้จิตโนจมวันนั้นคนนั้นครัวเหมือนแมนลูกซัมซีเต็มได้เก็บได้จากนั้นดิรู้แหลกคันในการได้คนนั้นครัวเบียร์อัดจอมเปะอัดจอมเปะปอนนั้นปัญหาเซ็นกลายปีจมดอยแต่ยังเลิกนั่งตีนะกัน นะกันการตามกฎโลกในหลักที่ประชาธิปไตยนะคือตัวบ้านคนอันครูหายจังปลาลอมเอาโดยสารโลกคนสายประชาอังปีกันโลกประชาธิปไตยเติมเมียนกาปัดคนอันครูหล่อดอปัดประจำนวนกรรมกรกรรมการนี้หล่อดอโรจักประชนมกับบัตรบกบัตรเวียจังวิ่งยกต้นเกณฑ์ประชาจังได้เหมือนบ้านคนต่างโลก chấm nay quân MFN để không lực lái cho đạp quân ăn cướp từ lớn và tới cây cỏ đưa cả tới được cáo ta chấm nó tiếp anh nó kịp đau là ai nâng bên đây là quân MFN EBA bạn thấy MFN kê xua ta kịp đau ai thế nơi có tên đáy là lột chuyện được tay cái kê ăn ai nâng đây pro MFN nó bị nè còn đây bị nè mà còn chấm chết ở rộng tới đây nó bảo vệ bài bật EBA bằng một bài MFN ta đặt tăng là cam thư ấy ta đặt tăng là cam thư ấy tăng là cam រដ្ឋមានប្រតិភិបអត់នេះអត់មានទេអញ្ចឹងអឹមអេហ្វអិននឹងទៅជាមួយគ្នាព្រោះអឹមអេហ្វអិនមិនដល់គោលដៅតើគេអនុគ្រោះពន្ធទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដែលទៅដល់គេហៅថាប្រជាជំនោរដោយវាគុណអឹមអេហ្វអិនទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកអាប្រជាជំនោរនេះចំណេញណាទៅបង្ក្រាបបាតកម្មទៅបំផ្លាញបពប្រឆាំងដែលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាគេបាក់ប្រឆាំងស្របច្បាប់នោះទេ ហើយបកកើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗកុំឲ្យអន្តរជាតិលោកដៃអន្តរជាតិបានលោកដៃប៉ុន្តែពុនអឹមអឹមអាននោះនាំតែណានាំតែរ៉ុបដែលបើរ៉ុបបិទអាអ៊ីបអេបើអឹមអឹមអានោះវាដាក់តន្តកម្មតែមានសិទ្ធិពីបើណាចឹងវាទៅទៅព្រមក្រំតែរូបភាពបិទបាំងតែប៉ុណ្ណោះចឹងបងប្អូនជួនចិត្តតែចាំមកកន្លែងហ្នឹងអត់បានទេមកបន្លំអត់បានទេលោកអូនសែអត់បានទេដល់ស្អីយើងមានចំណេះដឹងខាងហ្នឹងតែមានគេល្ងងទេ ចឹងខ្ញុំមានតែមតិយោបល់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំប្រកាសកម្មវិធីនេះជូនទៅលោកសុជាតិពិសិដ្ឋអរគុណសូមអរគុណលោកសុធារាហើយក៏ខ្ញុំសូមជូនទៅវគ្គមានស្ត្រីមុនបាទមុនលោកអធិបាទខ្ញុំតេតតងនឹងអ្វីដែលលោកសុធារាបានលើកឡើងបាញ់មិញហើយតេតតងនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលការគម្រាមកំហែងបាទហើយក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលបានលើកឡើងដែរថាចលនានៃការគម្រាមកំហែងពីគណៈបករបស់និយាយទៅគឺពីរបបលហ៊ុនសែន ពីគ្រប់បណ្ដាខេត្តរាជធានីទាំងអស់កំពុងតែធ្វើការគម្រាមកំហែងការចោទប្រកាន់ហើយនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលហើយនឹងផ្ដល់តួនាទីទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងបាទទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងមិនមានការចូលរួមការបោះឆ្នោតកម្រិតក្តីក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺកំពុងតែធ្វើយ៉ាងគគឹកគគ្រេងទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាមកតេតតងនឹងប្រធានបទគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរ ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបានពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនេះដែលយ៉ាងណាពីព្រោះថាលោកហ៊ុនសែនក្តីក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យលោកសុកអេសានក្តីក៏តែងតែលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងតែពេញចិត្តចំពោះការរស់នៅដូចជាសន្តិភាពសព្វថ្ងៃក៏ដូចជាក្រមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីជុំសុភ័ណ្ឌតើលោកស្រីមានយោបល់និងមតិបែបណាដែរចំពោះការលើកឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំបានល
bà ăn ăn lư sầm lấy mà lo sai sầm bà sầm lấy bạn Được chứ? Alo chứ? Lư sầm lấy ba sầm lấy ba lên bà xong rồi chơi bà rồi bạn ចាសសូមអរគុណលោកសុជាតមុននឹងខ្ញុំចូលរួមមតិរបស់អ្នកខ្ញុំប្រកាសថាជុំសុខស្ងាត់សូមប្រកាសថាបង្គំប្រទេសរ៉ានឧត្តរៈគ្រប់ប្រអងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាគ្រប់ប្រព័ន្ធផងដែរហើយនឹងក៏សូមជម្រាបសួរចាលោកសុជាតលោកសុធារ៉ាហើយនឹងលោករិទ្ធីដែលជាកម្មការងារ NZ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅចាគាត់អត់បានស្ដាប់សម្ដីរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬមួយដោយលោកសុកអេសាននេះគាត់ថាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងគាត់ពេញចិត្តគាត់ការពិតជាក់ស្ដែងគឺផ្ទុយស្រឡះបងប្អូនជនជាតិយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាតាំងយើងលើកមើលតាំងពីឆ្នាំ1983ចាក្រមការរៀបចំកាប់ឆ្នោតសម័យអ៊ុនតាក់រៀបចំសម័យអ៊ុនតាក់មកលោកហ៊ុនសែនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ទូទៅដឹងហើយគាត់លើកខ្លួនឯងថាគាត់ជាអ្នកមានគុណអ្នកនាំយួនមកដោះមកត្រួតត្រាខ្មែរអញ្ចឹងតែដល់ពេលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺរបស់លោកហ៊ុនសែនមានអំណរផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនគឺចាញ់ដាច់តែម្ដងចាញ់គណៈបកគុណទី2ចាក្រោយមកនឹងយើងសម្លឹងឃើញច្បាស់ហើយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់ពេញចិត្តគាត់តាំងពីនោះមក គាត់អត់មានបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនទេចាជារដ្ឋខ្មែរចូល80%បោះជូនគណៈបកជាថ្វាយគឺបោះជូនគណៈបកគុណទី2ចាក្រោយមកគាត់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដោយលោកសុធារាបានលើកឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃថាលោកហ៊ុនសែនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះពីចាទិញអូសទាញកម្លាំងផ្នែកក្រហមកម្លាំងធនបច្ចុប្បន្នមកតែលោកហ៊ុនសែនទិញបានតែមនុស្សតែអត់ដឹងថាដើមឈើអត់ខ្លឹម ចាសតែបានតែដើមឈើអត់ខ្លឹមទេមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃណាប៉ាគុណពេចគឺស្រឡាញ់អំណាចស្រឡាញ់លុយចាដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនតែបានស្រឡាញ់អំណាចស្រឡាញ់លុយមិនមែនស្រឡាញ់តែសម្បកក្រៅគឺស្រឡាញ់ទាំងចិត្តទីបំផុតទីចុងបញ្ចប់គឺចប់ដែលស្វ័យប្រវត្តិចានេះហើយមកពីមេដឹកនាំស្រឡាញ់អំណាចស្រឡាញ់លុយស្រឡាញ់ស្រីនិងត្រាចានឹងគណៈប៉ាគុណពេចហើយនឹងកម្លាំងផ្នែកក្រហមគឺគាត់ចូលបែបហ្នឹង ចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរភាគច្រើនអ្នកខ្លះយើងនិយាយអក្រក់ស្ដាប់កម្លាំងហ៊ុនពេជ្រស្រីទាំងទៅដែលណាត្រូវស្រីស្រីអ្នកណាត្រូវស្រាស្រាតែខ្លះក៏ស្វែងការរោគចឹងទៅគ្រប់ឆ្លប់អស់ខ្លះចឹងទៅជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញមានចាស់ក្រោយមកមានអីទៀតគាត់ទិញសំឡុតបដាបដាលរហូតយ៉ាងចំទៅសំឡុតរបស់គាត់នោះគឺសំឡុតតាំងពីនោះមកតែមានប្រសិទ្ធភាពវាគឺអត់មានចាគឺអត់មានទេដល់ឆ្នាំ2013លោកហ៊ុនសែនចាញ់ទៀត แต่ลงคนแสนจังติดแต่ลงคนแสนจังได้ก็แปลแต่วิธีแต่วิธีนั้นคือแต่วิธีอัดเมียนคนที่วิธีอัดเมียนแต่ไม่ได้อัดเมียนคนที่เพียบวิธีบอกเราก็ดังเมียนดังน้องตกไม้เป็นน้องประดิษฐ์การรูปนี้คือเพื่อบาปปวดรอดจ้าเพื่อบาปปวดรอดสมรสย่างนาเต้นย่างนาโจ๊กโจ๊กจ้ารัวกาบอชนาวอชนาไม่มาโดนมาโดนคือโจ๊กโจ๊กตั้งรวยตั้งรวยจ้าเมียนดักเอาดักเข่าทอดบังห้องตามประกวนมาดานประกวนนั้นจังทั้งอ้อเตอร์จ้า ហើយក្រោយមកដឹកនាំយូរយូរទៅជាបរិបទឃើញតែដឹកនាំយូរយូរប្រទេសដឹកនាំប្រទេសយូរយូរទៅវាលាហឹមហោចសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរដីក៏រួមព្រៃឈើក៏បាត់ភ្នំក៏លាយចាបឹងស្ទឹងទន្លេក៏រួមតូចបឹងបួរត្ពាំងលុបតិចចាដូច្នេះប្រជាបរិបទខ្មែរគាត់ឃើញពីការបាត់បង់នៃសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរគាត់មិនបោះឆ្នោតដល់លោកហ៊ុនសែនទេព្រោះអីលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសយូរយូរទៅវាហឹមហោច កាន់តែក្រីក្រទៅរីកចម្រើនអ្នកមានរីកចម្រើនតែបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារមួយក្រាប់តូចរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងចាចំពោះគណៈបព្វប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋណែមិនគ្រប់គ្រងគឺអត់មានទេសេរីភាពទេសេរីភាពមកដល់2017ហ៊ុនសែនចាញ់ទៀតចាយុទ្ធសាស្ត្រគាត់ប្រើតែសម្លុតទាញនឹងរហូតចាតែទីបំផុតគឺលោកហ៊ុនសែនចាញ់ចាញ់ចាប់ដើមមករកវិធីល្បិចខូចចាល្បិចខូចគំខុបខិត ជាមួយកម្លាំងដែងពួកល្មមអំណាចលោកលុយហ្នឹងគាត់គិតគ្នាប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាគាត់ថាគាត់បានជោគជ័យគាត់បានជោគជ័យគាត់អស់បារម្ភគាត់ដល់ឆ្អឹងតឹងកតែការពិតជាក់ស្ដែងកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅដដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើបែបណាក៏ដោយដាក់ចាប់ដាក់គុកប្រមាណក៏ដោយទិញបានប្រមាណក៏ដោយក៏នៅកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបេះដូងអ្នកស្នេហាជាតិ
Dạ đuông và lần để chọn mang để ca phát đồ tất chất cứ nâu tay đã đài mình phát đồ cao ca đồng lý hai cái nâu ta cho con xa nâu tay phải bị thi tổng lập tổng lập chặt đặt cốc phải của con thật là ca cấp ô cấp tổng mặt tạ đất nó và đã bạp lương tiên tốt thì giang má có đâu à rùi lúc mà đó có thay có tháng cho bà mình ấy tiên đấy tổng lăng đẹp chi tập tay còn chị đưa cho hỏi to màu ở lưng tiến chuột cũng sẽ tranh tiền bắt miền ấy xong là mà khai phi khai là pháp lưng tiến và các bán chiến phi phoàn cái tiền phân sen rồi bị thi sa để trong ta quật ăn miên mê đắc nôm lúc đi ăn miên rồi bị thi sa giang na ao chưa bị đọc mai thì chấm ra ơn quê giang na bị chia cái sự co miên tiệp sa quê giang na ở mai dương miên càng nghe vừa xong rồi một nông sốc của bao chấm nã sốc rồi cháu tia cháu sợ bài cứ ăn miên tế quát rô tên là bạch khôn quát rô bạp tắc mày xâm lập tắc mày à. Đó là bây mà bó cháu nào mà xa này tiết vì bọn mà phải bấy đăng tài chán cho bác miên ấy tiết chắp đau mặt ao cái nạ bạc lương tiền châu và cụt ở linh à. Tại lúc hôn sát phẩm phơ thọc tiếp cục thọc bài giang quát đôi thì là bàn lực rõ ngay chân thay lúc hôn sát là tu cho bài chạy đá cả đá xa hay thì lâu ta mà chắc mang kê tiết à. Đôi chân này hai kia bởi rốt ở đây phân chất trong khai đăng nôn bảo hồn lục hôn sáng thì lục hôn sáng ban nằm mai chăm đo ngay đó xa phlom tăng phim mà phụ tăng phim còn bỏ rơi các bấy lục hôn sáng hôn sáng phlom là hốt chẳng prao vị thi cùng riêng sầm lập tại phê này hai ám hiệp sẽ được hiệp tế mẹ chọc chô thằng ơn nâng có kê mình bênh chất đây chẳng kê mình bênh chất tế bà xin chỉ kê chọc chô bắt dung hay mình chăm to thằng kê đây đây cục hay mà kê chọc chô tế hay bao giờ bà lục hôn sáng chất xương thằng kê chọc chô đó hai trong phát đại trường lục thiên xong thì thay lục thiên xong thì lưng trẻ đã trường khao hai trong phát đại trẻ đã trường khao hai mấy cô mình bắt chợ mà hãy đây cần nâu ta khai khai phần lưng khoan là lưu mua lục thiên xong thì ta vào đây khang khang lục hôn sàn và cách vì bộ chẳng chân đẹp trộm thì phẹt bị ngọt bình rộng ta đi hai cứ hay khai phần lưng khuôn ai mà phần lưng ai vừa cọ đẹp chia tập tay đẹp vừa là o cái nâu của chiếc bà rốt nâu tay cửa rút nâu tay sẵn lành tôi quay cái bắt mình khơi mục nê rốt ngay khơi tay bà ta mà tay sẵn cung cả đói tay bà lưng tất chất chăn tẹt rốt bà chiếc bà rốt mà nâu tay rút nằm nái cho môi lục của tiên xa một chi chẳng mang ca phạc đô phạc đô rồi bó phạc ca tôi mê đắc nôm để cho một tiết đi trên này tôi chỉ lục hôn sáng phương bạp na cả đói ca tinh ca tinh tất chất hai dô cả nạp phạc dô cả sạc mà chút để cho chô nâng mà vay và ha cứ ọt miên hay ọt miên phật tiết không cha hà lâu đi quạt cho chôn quạt cho sân đôi giờ con phôn đôi lục sự thiệt là bàn nước rồi ngay ha con muốn bà đã mê muốn bà đã con tì cà phê đi con cho chôn cha con cho chôn té bờ sân chia lẹ liêng mò mê thông lẹ mò cấp cha cứ con tì chặt đam hai chân hai mê muốn ok cả mình ấy cho ba chia chọc đi bánh chọc về đặng non phải cá trâu tai bánh chọc trâu cho năm phần mà phải bảy hai mình bạch ha lúc hôn sàn ốc lâu, lúc xong mình sẽ ốc lâu, cứ hôn sàn, lúc hôn sàn tầm đó, cứ ốc lâu tầm đó. Vì thế này, bà chia bà rốt, ốc miên bánh chặt lúc tê xong lúc công xong mai xong mai. Hai đây lúc sọ ấy sàn có thang chăng. Ta đắc nôm rô nên nhờ nạ bạc, chăng, nạ bạc lương tiên nó xong cố chết đó. Rì con có thang, ốc miên một là thang cho bác lo chết, ta để dê cái nạ bạc dê chôn, ốc miên cô cài na tên lúc. Tai ca phật luôn. Mà chăm vô sở rộng cổ mục tiêu cái thao thân xôi riêng thân xôi chắc cho thầy mà chăm lúc xong rồi xanh vô sở rộng cổ mục tiêu chà cổ mục tiêu cút nó cả đau viên chưa bỏ rộng mai quát bằng chè thì dễ bằng miếng ca phất chưa bỏ rộng mai chết kho chè họ đi lô khôn thay nên bỏ lô khôn thay bằng pra là bạch co là cổ sọc bạch giang tạm bạc quân bằng đai mà cắt qua đồng miên bằng phật sọc sai qua đồng miên phật khai anh khai cho bạc căn bỏ lơ mà đủ lộ chả được chân này hai ấy bà sân chia lúc hôn sai anh tha và chia bà đọc mai con trô lúc trang bà đại mô bà chẳng cùng phương phương học tiếp cùng phương học học tiếp con chô bà cốt đăng thầy chanh kê môn phương ba kê bắt miên chẳng người tham mà đúng học tiếp bọc đầy à đối chân hay chia bà đọc mai con đăng sắp nè còn bà kịch con là bà hôn lúc hôn sai rồi rồi ngay đi con phương đăng bay sóc đăng bay sắp tập viên bác quát con chè tự ưu ai tư ào lươi còn vô tư ai sử dụng mùi lôi phim mang chạy vô tư tại miền bồng bồng quật khó tập nhóm hai mình bên hà thì bây giờ bọc máy quát cứ chia mình tay của linh mà nè tiết quật hà
quạt phải chỉ mình tự bắt nào tế pro ấy ăn miếng cái nạp bạc to phong miếng cái nạp bạc tam mua nhớ tự tự bạch tự thì ấy pro ấy bỏ hỏi chào trái nó cái nước mình tre cho nạp mình tre nó có ba con nó mình tre phong rồi thằng ba tụi mình đang cắn cắp phong nếu quạt hà bạ chào nó cũng đâu mà chưa bỏ đoạt đại bắt bong tre sầm bay rồng tụt sập bạch giáng tai quạt tự bắt nào lấy chào thì bà quạt tự cứ quạt mong phải chào lại chả quạt miếng bắt chào ơi chào ơi ban sẽ lập sao ban sẽ lấy hàng mà thôi ba quạt rập ốc tre sầm bay quạt đây quạt một phát một pin admin ro tia pha admin ro admin đang sốc tốc nó bắt phải chiêu bỏ đoạt tụt sập bạch giáng quạt ập tự quạt lần cụ phải chào từ mưa có quạt vừa vậy đào bấy quạt tâu quạt tay chỉ lúc cái cháu tay chỉ vừa thay quạt cú ao lúc con dây biết là tháo rót cứ quạt như thế chả không phải bằng ôn cho đúng chuyện quạt chúng ta thôi bạn mình hiện trai thì con bọn mình trông có bạn đằng này chả nên trông trông cho đúng trong bản này chân bà xong ở con lục xoay ở chung support bà trong nghiệm một lục hướng thí bà dừng đợi trở vay đại bàn lưu nơi ở Việt Minh đường phi bàn được lắng hai trẻ tôn đồng ca phương bạc cũng liên cùng hai chiếc với xét cư chứng của ở thả nặng nôm cả đấy cả đôi chiếc cam chôn là mùi than đi cả nạp bạc lương tiên là tam là trong tổ tù bàn bò là miễn thì thả cầm phông tay thư bạc nhàng phương thơ tại mà đón đôi chiếc bê khlác đôi chia miên mê đã nói khai khát để miên tôi thả tu nữa ti chia mở tay khác cứ tàu ban kê cạp nát cứ tàu ban kê lục cho bị gặp khăn e khoát tiết cứ thả phước bám nó mốc rồi bò đâu si đôi chia miên cửa xa còn miên chia mốc rồi bò với mùi chén tức thả cả nạp phạm chia chôn mình trái nước ta tờ rô rương hay cứ thả cầm riêng cầm hai cửa xa chùm luôn bên này tơ cầm riêng cửa xa đi có sạch nhiệt nó vinh cứ thả nằm mây phơi mách cứ oi mình trái cả nạp phạm lương tiền nước ta tờ cho luôn cho mùi cái nạp phạm chia chôn mà đôi chia miên mình trái mùi mà khang khai bằng tiền miên chế cứ thả chia nạp đặt mòn chén cứ thả mình tơ phí lốc quạt trên phim một tay đi ca hay cái lọc ấy đi cùng phong đại cùng riêng cùng hai bắt nơ một cái bò rồi xin bỏ qua thèm thiệt phòng đi cứ chơi ca và phượt môi dáng khôn khô là vì ạ mà nó khô đỏ cọp mình tên vì chúng nạn là bỏ hồn sàn và chẳng hay bàn bằng khom ở miền thả nông tam khai môi dưới môi cùng phong tại miền ca bị ba hay là miền ca chư chập ở dạng khăn phòng đại và đại tờ chẳng nghiện mà lùi thì ta ca và phượt nó ẩm phơ nhìn ạ mà nó khô ở cực miền cùng thơ là bỏ hồn sàn bằng hai tuy trời đất លក្ខណៈនៃមេដឹកនាំបែបណាបាទសូមរំជួយទីបាទបាទអរគុណលោកផងស្ជាតខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំហឿងរទីសូមប្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ទូទស្សន៍ បាទបើយើងសង្កេតមើលពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនណាបងប្អូនជនជាតិគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ័យខ្លាំងហើយខ្លាចនៅពេលណាដែលគាត់កាន់អំណាចនៅក្នុងដៃគឺអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបែរជាភ័យហើយនឹងខ្លាចគឺបងប្អូនត្រូវតែគិតថាមូលហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនភ័យហើយនឹងខ្លាចខ្លាំងម្ល៉េះគឺមកពីគាត់ខ្លោច ដោយសារតែគាត់ខ្លោនឹងហើយបានជាគាត់មានជំនាញក្នុងការដឹកនាំគ្មានជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីអោយពលរដ្ឋនឹងទទួលបាននៅសេដ្ឋកិច្ចទីចម្រើនបែជាធ្វើប្រជាពិធុតបន្តបង្អាប់និងបង្ក្រាបពលរដ្ឋដែលពួកគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិហើយធ្វើប្រជាពិធុតពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្លួនឯងស្រែកថា នៅក្រមការដឹកនាំរបស់គាត់នឹងនៅក្រមប្រទេសដែលសន្តិភាពបងប្អូនជនរួមជាតិយើងក៏លេចទៅមើលប្រទេសសន្តិភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនតើជាប្រទេសសន្តិភាពបែបណាបងប្អូនជនរួមជាតិហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ស្រែកក្តែងទៀងជួមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនគឺថាពលរដ្ឋស្រឡាញ់និងជឿជាក់លើគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងមែនទែនហើយពលរដ្ឋចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅទៀតបងប្អូនជនរួមជាតិ ចុះបើសិនណាជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់នឹងហើយពលរដ្ឋចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅទៀតចុះហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចខ្លាំងម្ល៉េះបងប្អូនជនរួមជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនឹងត្រូវលោកហ៊ុនសែនរំលាយហើយគណៈបកភ្លើងទីនដែលជាកូនក្មេងទៅតែកើតមិនទាន់ទៀងចេះដើររួលបួលផងក៏ត្រូវលោកហ៊ុនសែនបិទសិទ្ធមិនអោយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបងប្អូនជនរួមជាតិយ
តេយ្យខ្លាចបំផុតគឺកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែនខ្លាចបំផុតគឺក
ca sri khliên bởi chia thập tay ca sri khliên này chùm nôn xếp kênh bọc bồn rất bà sân hai chia sẻ lỗ khôn xe cực đỡ nâm bởi tiên bàn là o đôi ở vây đây là cực bàn tha mên đôi ở vây đây là điện nâm biệt nạp bạc kia chuôn xe chạy san cực bàn dùng bồ bồ lâu lâu nâng mên mà lại xong cực 100 bạch ô tiên nạp bạc chẳng vừa bọc bồn chân tiên bọc bồn cổ lệch mơ tâu tha cả nạp bạc lương tiên cho để cất nâu nông chua cả nạp bạc để cất miên ca bọc nó không sẵn cắt cao bì chăm bì phân một phê bì miên cậu ấy không tự ra không sẵn cắt của hốt ở trên bì phân nè ế chẩm nét xả căm một chân cả nạp bạc bạc chăng cả nạp bạc sẵn cửa chiếc đen lô hôn sen rùm liê hơi bê chỉ lô hôn sen không ô tiên pra pra lùi cắt đầm nang đầm bay tinh xả căm một chân cả nạp bạc sẵn cửa chiếc bì cả nạp bạc sẵn cửa chiếc nên tâu tiền ọ hay lô hôn sen cho cha tiền ọ đầm bay tiện tiên nhờ xả căm một chân cả nạp bạc sẵn cửa chiếc tâu hay bóng ôn chân cửa chiếc dương mưu tiền ọ nè thả tơ xả căm một chân rồi bóc cả nạp bạc sẵn cửa chiếc nâng phụ cất chìa một nụ bềm na ban chìa lô hôn sen trong bàn mà lấy tơ xả căm một chân cả nạp bạc sẵn cửa chiếc tiền ọ nâng cất chìa đông quách vậy cất chìa đông mía cứ có cất gần tài chìa phạ tin thầm mặt đá bọn con chứ không chết trâu cứt tiếng ọc nè nè phải chia thật vào tay cứ mình mên bàn mô bí ca sầm lót cùng riêng đôi lúc hôn sen thế bọn con chứ không chết phải chia thật tay cứ bàn mô bí ca bằng đọc cùng nứt phải chia thật tay chân lục cru lên kì nè bằng đọc cùng nứt phải chia thật tay cứ lúc thêm xong đường xí bọn con cứt hơi bị chả nà sầm đầy rồi bọc nhầm ế chồng nè thân nà lây bỏ chia thật tay cứ chia thân nà sầm cố chết chân lục cru là o thân lực xà la là o sao lò bong ôn tàu trăm nuôi chấm nuôi nhỉ tiền chấm nuôi tiền bay đi hai đây lô hun sen cất trong bàn nẹp phải chia thập tay cất tinh nẹp phải chia thập tay lụa không đầm lại na có cất tinh đầm nê na có cất tinh hơi môi rồi dễ trong coi đi bong ôn chưa đồng tiền nhom ở sầm nơi trong tha bong ôn quân là co để nô thay kha hơi nẹp để nô không kha không sợ kha đây mình men chia sạc cam một chun rồi bỏ cái nắp bạc sừng chua chia phong cơn thạch tiền nẹp cơm tro đơ tam bẩn tay bẩn tôi miên rụp thọt rụp ấy có cứt ai vô tổ lụa oi hun sen đô nâng đẩm nên rất lịch tha thầy ca nụ rất lịch tha thầy ca ban nhàng nghĩa cho bọn con cho nụ kiệt tiếng ơ ní sao bằng chị ơi khơi tha sơ đèl riêng tranh pi xà la sẵn cô chiết á đèl miên lục rưu chia bật thiên ở lô bật thiên xong được si chia lục rưu bằng riêng á bọn con sơ tiếng ơ nụ cứ sức sinh tài chiết đông bệnh tiếng ơ cứ miên đầm lay tiếng ơ mình đôi sơ đèl riêng tranh pi cả nạp bạc chia chôn đèl miên lúc hôm sen chơi cù thế bằng con chơi được chiết dương cả lê cho mờ nghĩa là mà phây cho nam ấy chơi cái nạp bạc sừng cua chiết chơi lúc phải thiên xong được gì chơi sạc cam ở chân nghĩa phải chia thập tay chơi rồi hốt đón mà phây cho nam rồi hốt đón pin lên đâu tại chơi tại đèn ớt miên năm nay gì bắt tay thật tê tiếng ông nói sao mình chơi ơi khơi thả mình xả lá thọ cù thọ sắc miên năm lại chân bằng con trò cực chăm nâu sừng đây khi nhung tiếng ngọt nè mô pi sạc cam ở chân cái nạp bạc sừng cua chiết chiết đông bích ban chơi lúc hôm sen cất oi đầm lầy hay cất hiên tinh tô bay đầm lầy nà cả đồi hay dương cần lấy màu mùi tiền cái nắp bạc phơi tiền đen chia cái nắp bạc đỏ khmer chay đen tơ tẻ cất và cuốt và chay nó pin phân mà phay pí ban chiên pin phân cả ấy không sai không sự cặp tê cái nắp bạc mùi ní miên đầm lầy thì bờ sân na chia cái nắp bạc phơi tiền mình miên đầm lầy đôi cái nắp bạc sừng cua chia đó quang vốn chưa đồng tiền mà lấy xong hun sen mình oi chơi mua bạch nốt đầm nang đi pi bên mà phay bay phong lấy hun sen chầm nai lui nên chầm nai ẩm đầm nang tổ tinh cái nạp sạc cam chun cái nạp bạc lương tiền phơi sấy tụ vi ở đâu tết cho từng ở kia đâu tụ vi ở đâu khi tu từng ở kia đâu mình chăm mai tinh bàn bây giờ ơi vô đầm nang vô lui từng ở nó tụ che phụ à mai à thong bỏ phụ cất để không chi thơ bữa miên ở bị chia bị thốt bỏ play bữa miên chi cái nạp bạc sừng chia rồi hốt đó là clap đọc chăm quay clap mà clap dùng phong say phong vì ăn miên làm lay ăn miên phải joy ấy tiếng anh nên vô tôi oi phụ anh nên tàu mình chăm bách mô tin cái nạp bạc lương tin đen chia cái nạp bạc đọc mê chay thấy mình oi tiền cho luôn bạc nó bằng tin vô thời ấy ni hơi cứ chia ca phơi khai rồi bỏ lô cùng xem khai tì môi bằng con chưa đồng chiệt cứ khai ca tê ẩm nai nội năm pi bên một phơi bay pi hun sen tổ hun mà nét ở bàn sầm rải ở bàn chiều chạy pro cái nạp bạc sừng pro chiết rư co sạc cam một chuyên niệm rồi chia thập tay đôi khi nhom ban thì yên vẫn bằng con chưa đồng chiệt cứ cơ tranh pi ca bằng đo cơ tranh pi ca bằng riêng rồi bỏ kru là o cứ bằng đo bẹ đôn ở khai tự chia niệm chia thập tay chân lô hun sen ai sầm lấp niệm chia thập tay môi à nát rư co pi nát mình ôi cho rùm bạc nó bán bằng tê niệm chia thập tay to su rồi hốt là môi chỉ biết
bong ôn chưa được chuyện dân kích tiền ốc nha hết ní hơi ban kia luôn xem cực lại khẳng nha bố ớt bì phụ nhóm tiền ốc nha đen dê rơ ngay nha tôi á nâu miên côn nhóm đừng trao phụ nhóm to su chứ môi được bọc đại ca bằng to tiền chân ban kia luôn hôn xem cực lại nâu phê na đen cực tê ẩm nay bị cực tự ôi hôn mà nè bàn hơi cực sắp tôi bắt hơi nữa cực còn nâu tệ sắp đây nó không thua nên phải khai niệm chia thập tài nên đầm đớm hôm nay vì hôn mà nét còn to tiền chẳng hơi cứ cất bởi dụ tử sạc cùng riêng ọt bán xùm lót ọt bán chắc ọt đặc cụ ọt ọt khai cứ tỉnh bằng tay bóng ôn cho nông tiết dân tao cất thả bóng ôn đèl chôl tục nông ở cái nạp bạc chỉ chôn tình ọt nữa mình mên sắp xưng tè chia một nụ đèl lụa ở đầm cả tỉ thế bóng ôn tao chăm niệm khai cứ đầm bay tè khoa lập dối nâng ở cả mùi kia miền ở cả đờ hờ nâng miền ở cả sầm rạp luôn mùi rồi vậy vì hơi mùi bờ sân na chia để chia thập tay xe bằng rung nè kinh cứ cất nâng thở lọc mô vinh đôi đờ mình chẳng hơi ban chế lúc hôn xem thật khai ná bằng bồn chân đồng tiền rồi nè bởi chia thập tay đôi khi nhóm nè chia chân cứ xả la là o cru là o kiến niệm bằng tổng miền đầm lây xe mơ nâng đồng bích bằng bồn chân đồng tiền nô khăn ông khăn nê rồi bỏ lúc hôn xem ná bằng bồn cứ oi thể niệm chia thập tay đây là bản đo đôi sản la sản cơ chiết bản đo đôi lục ru ở lô và thiên sam liên si cứ hun sen khai lịch anh lịch nôm rồi cứ đề ập lụa thì cùng thả lời đo nặng đợt nằm kiểm po xong bay tê sạc cam ở chuôn thom đa còn lục hun sen khai đề hay bong con chuôn đồng chiết dương cái lệnh mới hết ấy ban việc nhân viên tha hun sen cật khai bong con cái đó sạc cam ở chuôn thom đa coi vô tổ lụa oi hun sen ban đầm nén anh nụ rớt lệ kha thì ca rớt lệ kha thì ca thế bằng ôn trường chiết hay bằng ôn trong bờ mưa thả đầm nén rớt lệ kha thì ca nụ rớt lệ kha ca nên việc thông của bà na mình men tui tai tê na bằng ôn trường chiết cứ thông men tê na ngã e ở đầm mà bằng ôn chân hơi pi sạ cam một chân thầm là ai khai tàu chia e đầm nong rồi chia pel tè mùi hơi hết ấy ban chỉ nhom hiên thì tha sắt sả la để tranh pi sừng cua chiết để vẫn to đòi lục và thiên song đình gì nâng miên nằm lại bom bồn cứ nốt non chua mình tray để cha tiền ah oh, robot robot lục hun sen kiệt lớp phư vị thi này ca bật long chôn cọp khăn tơ tè mình tray tiền ah oh, nâng ban long cắt chụp bật long chôn cọp khăn rứ co vô lui từ số rập mơn đờ la pi robot đợt nằm robot lục hun sen ban nằm nay co phần tè sơ robot lục phu song đình gì nị cứ ớt bạc xô hay có ớt bạc bà lon thế bọn bồn đã tà bia chốt lúc trước ô tô thế mình đòn ban đầm nên thông tiệt hay mình chăm bạch ở lần bị tôi trô bị tiết trô bố thế cứ đạp phức trước liềm hay bọn bồn những cái tình ọt nghĩa mà sân na chia niệm và chia thập tay mình khăn á mà lê xong hun sen cất mình lại bảo nặng đi tê hay bọn bồn cho đồng chết những cái hơi cứ tiệt công oi cứt tam bữa để biên về chia về thốt rồi bỏ hun sen đây là prapra à mây à thong bỏ cái chi bỏ tết tôi lơ niệm về chia thập tay niệm để biên mà tết tùy tiền ở nâng thai chia chôn có bọt chia chun lì chôm bộ chun lì chôm bộ ấy nâng cứ bằng ôn bị chà na hết vô một lần tiền ở kia bờ sân na chi bộ niệm chia thập tay chia chôn có bọt chia niệm chun giống hết ấy cả lũ hun sen cả prapra lùi prapra hôm nay sản thức sản thấp vô một tình tiếng ơi những khăn những ai vô một khăn kia bán đó bằng bồn bằng bồn vô một khăn không chỉnh chín hết tao mùi nam miên tổng nguồn khăn gì kia chẳng thấy ban việc nhom tê tê chuẩn bị prap bằng bồn chưa được chia thả nè phải chia thập tay ở bằng bồn cứ mình che sạp xôn thế hơi có mình ai sầm lấp bàn đề bờ tô bay chia sầm lấp mà nè pin nè sầm lấp phụ nhom tiếng ơi kia có miên côn trâu chuẩn ngân còi được bằng phụ nhom to su chiều môi nâng khuôn mà nét còn to tiệt đen chân hơi cầm lăng này bị chia thập tay cứ mình miên nè na tinh tế cứ bận đo đòi prapra để đồ chân hơi bàn chia cầm lăng tiếng ơi nè miên làm lay sơ nâng cặp bích để lục hun sen cặp trong bàn rồi hốt đầu rồi ngày hay môi tiệt bằng côn chưa được chia hết ấy ban chỉ lúc hun sen cật khai niệm chia thập tay pro hun mình đẹp bằng ôn chun kia dừng mưa khơi nhé coi pì triêm phư chia thì dựa rất mình tay bằng to pui pì lộ hun sen tấu ta lộ hun mình đẹp che ấy là bằng ôn chun kia dừng mưa tiếng ọt nè ta cật che ấy là cao pì nị di tam lộ hun sen đầm bay phư bị chia bị thốt oi bị chăng rứa cái cổng tích niệm chia thập tay tì mùi tì pì cứ cất đơ uôn an chỉ môi crom dụ chuôn mai chủng nuôn
để cứ bằng cơ mô hơi đầm bay cà phê cơ nâng tí bay cứ cơ đơ vô trong sầy bằng bồn chân đồng chiến cứ nệ na xa nệ la lo xa lanh nệ chùm riêng đa ra giới cứ chia bọc cơ tình ơn đi bằng bồn chân đồng chiến nhưng sao bằng chị ở khơi thà chùm nê đơn đề lúc hôn mà nét uốn thà cơ riêng mô bì xa la vết phòng thà rớt ảm rịch nâng cất mình ban vô một phơ nó không ca đợi nâm rồi bọc tê Campuchia và to bì ở phục cực tê bằng ôn chân đồng chiến hay nhóm ban tam đàn mư chỉ nhức nhược tháp vào sân nai chỉ lục khuôn mà nét cực miền nét đơn vịt và con đó bằng ôn mà lê xong lục khuôn mà nét cất nâng prap lục khuôn sen tha phục anh cũng thư hình chế phục anh thư ni việc đơ khuôn cần lôn nây phải chi thật tài hơi hay phục anh thư ni ha vì rùm lốp sạch thị xảy nhà mà phải bày tổ là khăn ná mà lại hôn mà nét cất hiên thì dây vì sao thì chỉ môi lộ hôn sen đôi xa lộ hôn sen nẹ ná cỏ đừng thà lộ hôn sen cứ chia chuân đè bát tay bỏ lạ chiêm cứ chia ụ cất để chuân bằng ôn chương đồng chiên tê bè chia hôn mà nét ọt hiên thì dây rút hết ấy bàn chia khi hiên thì dây thà hôn mà nét cất lộ ngôn mua hết nâng bàn chia khi hôn mà nét cất lộ ngôn cất ọt hiên thì dây hay ca đợ nâng tiết sốt bằng ôn chương đồng chiến bởi dương cả lên mới bỏ cực chế hả rạch chân à xâm phân đều cực riêng cho nà dụ chuân nổ crom ca cực crom rồi bỏ cực đó bằng ôn mà lẽ xong miên sọ chi vừa thừa chân dụ chắc đều nổ crom ca cực crom rồi bỏ ôn phục rồi bỏ cực bất tế cho là nà dụ chuân rồi bỏ lô hôn mà nét đều riêng mô hay cực crom rồi đây rồi bỏ lô hôn mà nét tương lên sốt xưng tê chiêu mà nụ đều biết chừng côm chè thì ốc bằng ôn chương đồng chiến thế đấy ban kiêm hiền tha hiền gì tha sắp sinh tế chỉ một lúc để bịa chừng công kề pru ra là ngay á cáo bị pru hơi nừng lú tơ phụ cất che ấy tiền che để pru hơi nừng lú hơi chăm si à ha để kí vô tổ đạo ấy gì phong quân chưa được kiệt chừng cất mưa tiếng ọc nè tiếng ọc nè rứ để chỉ niệm để rin chọc bẩn đít nô sa la vay sỏi person na chia away away để cất che đằng men đôi để cất bàn lược gì thằng cất tụt tuột bàn sảnh nhà bắt đôi kia đôi e men mà lấy xong mình men và phần này tê mà lấy xong thứ bàn là o professor chuyện ní tê à ní cứ chia một lúc ngon xót xa đôi lụa hun sen chân bằng ôn đang học nghiệp cứ đôn mùi đơm nâng cứ chu ấp tâu na tê bằng ôn cứ chu nâu nâng quân đôn nâng từng ốc cứ ấp miên đôn mùi na để bắt phiêu xong rồi ria tàu việt rồi sắp tàu chay thì cô lên cứ sắp liệm môn rồi cô là đôn rồi bọc quân sen tiếng ốc bong ôn trường đồng chiến hay bong ôn kịch tiếng ốc nia tha bờ sân na chi à quân rất khmer tiếng ốc sờ lanh cái nặng bạc chỉ chuẩn để đôi để lộ quân sen đừng lộ quân mà nét gây mền á lấy xong lộ quân sen đừng lộ quân mà nét mình hơi xoắn xo đôi pin nít tê lúc hôn mà hèn lúc hôn mà nét phây rồi hốt đó kè rất thầm lưng bằng ôn chân đồng chiến kinh vương kè rất thầm lưng không được dễ bên tế phí sạc đá kè rất thầm lưng tạch phây rất thầm lưng được bỏ về đi chia nà chạy tăng với chia cứ kì ham mình ôi kè nó bên nà đèl ở miên cầm đau này vô bài hơi sập hiệu ấy các bạn cứ kì ham mình ôi kè bật tế hôn xe kè tích nhìn sao thế hết ấy ban kè hôn xe kè rất thầm lưng đôi xa hôn xe khai bồn rất mình tô bọc nổn đầu năm nô khai cạn đa pi bần một phẩy bảy ngày tìm một phẩy bảy vòng bốn trường chiến bờ sân na chia phổ rất thơ bị hi ca mình tô bạc nốt tiếng ọc nít chân hun sen cất và cang ta cất chia nốt phần tế phổ rất mình tô bạc nốt thắng chia và giỏi say cất chia bàn ấy nít tì mùi tì pi bờ sân na chia phổ rất cất tranh tô bạc nốt rứ có cất mình tranh tô bạc nốt tế cất tranh tô thứ bạt cam đồng bay và chăng lô hun sen chân tiền pi chấm nồi như hơi đầy lục hun sen cật khai khăn mình tiến hơi cật kề rập thầm núi đầm bay oi buồn rập tiền o để mình quanh chất nên người nào bạn chỉ trốn co tàu bọc nó để pro viêm miên cùng niệp rập thầm núi thay đầy lục hun sen kề co quân tề bằng ôn chưa đồng chiết nô tề miên còn lư bằng ôn khắc cật ban để gì hơi tha bờ sân na chỉ hun sen bằng không mới cật được cho bọc nó nấu thay mà phơi bay cả đa pi bên mà phơi bay cứ cật tàu quân tề cật tục cu khoe sẽ lợi cho trò cu khoe sẽ lợi cho trò mui nít cứ chia chấm nước soi rồi bao lâu hun sen để so mình chia ở khơi thang bồn rất tiếng ốc mình sờ lanh rồi bọc đợt nâm rồi bao lâu hun sen thì chẳng lâu hun sen thứ mấy có mình sùa thứ mấy có mình sùa thứ chẳng na còn nô tệ khơi bao bồn chưa được chia rum liê sầm cua chia
bắt lên tên mình oi cho cho chua bọc cho nó đâu đầm nàng biết luôn xét đâu để phẩy kê cho ba đầm bay bằng không oi phổ rất tôi bọc nó tiếng ọc nế có hôn xe đâu tập phẩy chân mù là hết đây là hôn xe phẩy cứ hôn xe đừng đăng tha phổ rất mình cơm trô cướp bóng phôn trò chăm bà sân na chia cái nạc tạp chia chôn nâng lô khôn xe nâng đăng tha phổ rất cơm trô cướp tu tiên phổ tê phẩm bay liên nệ rứ gò phẩm môi liên nệ chiên đèl miên xin bọc nó khôn xe mình chăm bạch phê đi bóng phôn hay có mình chăm bạch kê rất thầm nguyên oi ổn trả chia nâng vị trí sắp đây hơi mình chăm bạch ប្រើប្រាស់លុយប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីដោទិញសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទេគឺអត់បាច់ប្រើទេបងប្អូនព្រោះហ៊ុនសែនគ្រាន់តែដេកនៅផ្ទះក៏ពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគិតតែគិតឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់ដឹងច្បាស់ថាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យគិតហើយក៏មិនទៅបោះឆ្នោតចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនដេកអត់លក់បោះអត់ហើយទេគឺគ្រប់មធ្យោបាយ ប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនជនរួមជាតិប្រកាសជាទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនបានគូសញ្ញាឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនទេគឺបងប្អូនប្រកាសជាគូខ្វែងសញ្ញាឆ្នោតចូលទាំងក្នុងបំបីគណៈបកនយោបាយដែលនៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតអញ្ចឹងសោះបញ្ជាឲ្យឃើញថាបងប្អូនមិនពេញចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោត មិនពេញចិត្តជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដល់8នៅក្នុងសិលឆ្នោតដោយសារតែគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នោះសពសឹងតែជាគណៈបកនយោបាយអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបងប្អូនមិនគូអយគណៈបកប្រជាជនហើយក៏បងប្អូនមិនគូអយគណៈបកនយោបាយផ្សេងដែរទាំងអស់នេះហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនក៏ភ័យខ្លាចដេកអលក់បងប្អូនជនរួមជាតិមានពេលខ្លះញ៉ៃញ៉ៃដាច់ភ្លឹបបកាច់តើងយកទៅពេទអញ្ចឹងគឺគិតភ័យខ្លាចមែនទែនគឺគិតដេកអត់លក់ បាយអត់បានសម្រាប់អត់លក់ទេគឺដោយសារតែភ័យក្នុងការផ្ទៃអំណាចពីគិតទៅហ៊ុនម៉ាណែតអត់បានហើយចំណុចទី2បងប្អូនជនរួមជាតិចំណុចដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនគឺមិនមាននេតាពេញចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនទេអំណាចទៅឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតទេនេះចំណុចនេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនកាត់ខ្លាចខ្លាំងណាស់កាត់ខ្លាចលោកប្រធានសំរងស៊ីបងប្អូនជនរួមជាតិដែលខ្ញុំនិយាយថាជាគ្រូរបស់នាយកប្រធានតៃ គឺនៅពេលណាដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រឡប់ចូលទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញចិនទៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺគណៈបកប្រជាជនផ្ទុះភូមិជាពីរជាបីចម្រៀនអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែនក៏មានលទ្ធភាពអីទៅបន្តផ្ទៃអំណាចទៀតគឺអត់មានលទ្ធភាពផ្ទៃអំណាចទេលោកហ៊ុនសែនវិញបំវិចអត់ទិនទេបងប្អូនជនរួមជាតិបានគេលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រើពាក្យបំរាមបាញ់សម្លាប់លោកប្រធានសំរងស៊ី ម្ដងហើយម្ដងទៀតក្រិនតែលោកប្រធានសំរិទ្ធិថានឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការជិះយន្តហោះមកចុះនៅប្រទេសថៃដែលប្រទេសថៃគេត្រូវបដូរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីពីនេះដែលមានប្រជាធិបតេយ្យទៅនេះដែលប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏និយាយនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាបោះកឹតនឹងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេបងប្អូនអ្នកដឹកនាំមិនគួរនិយាយពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះទេហើយបើទោះបីជាខ្ញុំបាទក៏មិនហ៊ាននិយាយដែរពាក
លនៅប្រទេសថៃយើងថាមានពលករប្រហែលជាជិត2លាននាក់ចុះបើសិនណាជាអមដំណើរទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគូគិតប្រើប្រាស់តែបាត់ដៃទៅទីប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគិតប្រើអាវុធ BM21 ដើម្បីបាញ់បន្តិចបងប្អូនយើងគិតមើលថាតើគិតជាមនុស្សប្រភេទណាគិតជាមនុស្សកីឡាករធ្លាប់ប្រកួតឬក៏ជាមិនសម្លោឬក៏ជាមិនដប់មូនដែលដើរកាយទៅអាចជ្រូអាចមិនអាចទាស៊ីតាមដប់មូនស៊ីតាមក្រលគូក្រលក្បៃក្រលជ្រូអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែល5មិននិយាយគឺគេមើលឃើញកលើតនេះនិយាយទាំងអស់គឺមើលឃើញបេះដូងប្រមាត់ពោះតោប្រតាំងទាំងអស់ថានៅក្នុងពោះរបស់នេះនិយាយនឹងគឺបយោអស់គ្មានទេគ្មានកលែងណាដែលនៅនឹងទេញឿតត្រូវទាំងអស់អង្គពីថ្លើមប្រមាត់បេះដូងពោះវានោះក៏ញឿអស់លលីងហើយគឺគ្មានកលែងណាដែលនៅនឹងបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថានេះប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដែលមិនលក់ក្បាលនិងលក់ឧត្តមគតិឲ្យហ៊ុនសែនគឺសុខសឹងតែជាដុំពេជ្រដ៏មានតម្លៃបំផុត
នៅក្នុងសកលលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់បងប្អូនជនជាតិបងប្អូនត្រូវចាំថាទោះបីជានេះប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដែលគិតបានចោះចូលជាមួយគណៈបកជនហើយក៏ប៉ុន្តែគិតចោះចូលតែមួយរយៈដើម្បីប្រអកាសវៃបោតទៅលើគណៈលោកហ៊ុនសែនឬក៏ទះកំភ្លៀងឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគិតគៀកខ្លួនឡើងថាអូអញធ្វើនឹងខុសអញ្ចឹងទាំងអស់នេះទោះបីជាចោះចូលឬក៏មិនចោះចូល ក៏នៅតែតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិតស៊ូដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនតស៊ូដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ត្រកូលដោយលោកហ៊ុនសែនទេបាទអរគុណលោកផងស្ទៀតសូមអរគុណលោកហឺលទីបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនលោកសុធារាបានដើម្បីសរុបនៅអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺតេតតងនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែលើកឡើងអំពីពាក្យថាសង្គ្រាមបើសង្គ
sân chỉ miền ca đặt nom rồi bỏ lột tê cái thay ai đặt miền thằng kìm chỉ đau mà thôi đó lược lại lược lộ lược tài rương sang tha tha sân thì phiệt cứ lược tập phiệt sân tập phiệt vậy là chỉ lột ta không có sang mau hay sắp tập ngày ní lược lang bị rương na drone này na phần chân cầm lăng pram rồi ta cầm tích drone và cham mít này na ní cứ chỉ rương ở vậy là lục hôn sen cầm phong tài bằng cả ní ta biết chi hát thay chỉ phiệt hay khai rồi bỏ lục hôn sen hút phần man phê chứ được cái gì na lục ở sự thi ra bà sông khai và mừng cầm thì như vậy chấp បាទអរគុណច្រើនលោកសេចក្តីអនិកហៅថាមនុស្សធ្វើអាក្រក់តែងតែខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងចាការខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងចេះតែយល់សពកំដេះតែផ្ដាស់ខ្ញុំតើការសង្គ្រាមសង្គ្រាមយ៉ាងម៉េចតើសង្គ្រាមលុះត្រាណាតែយើងនាំគ្នាដើរចាស់អំពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនោះអាចជាការជាសង្គ្រាមចុះបបៈប្រឆាំងទាញរបស់តើកន្លងប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រាមមកពីណាវាអត់មាន ចំណែកដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែយកសង្គ្រាមដែលខ្ញុំចែកជា២ឲ្យបងប្អូនជនជាតិជ្រើសរើសដល់ខ្លួនឯងគេថាផលលំបាកអំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងបំណុលធនាគារនិងសង្គ្រាមបងប្អូនជ្រើសរើសយកមួយណាណាសង្គ្រាមជ្រើសរើសមួយណាព្រោះសង្គ្រាមវាកើតឡើងដោយតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងណាដែលឮទេបងប្អូនជនជាតិដែលឮគេហៅថា វាមិនអាចទេដៃមកខាងលឺទេអញ្ចឹងសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងភាគី២ដែលមានអាវុធដូចគ្នាហើយភាគី២នោះដែលប្រឆាំងអំពីកលោបជាតិតៃនោះអាចកើតទៅជាសង្គ្រាមបានក៏ប៉ុន្តែមួយម៉ាត់ណាជាតិតៃមួយម៉ាត់ណាសពីទៀតជាតិតៃតាមរបស់បពប្រឆាំងក៏ស្ពាយជាតិតៃឯកណបៈជនក៏ស្ពាយអាវុធសួរថាពីនោះវាច្បាំងនេះកើតទេអត់កើតទេបងប្អូនជនជាតិ ពជាតបតៃអត់មានរឿងនិយាយរឿងទេយើងនិយាយរួមបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅគេថាសកម្មភាពភ្លឺហើយសស្គុះហើយផ្ដាល់តម្លៃនៃការជ្រើសរើសដល់ជាប្រជាជាតិចំណែកឯស្ពាយអាវុធបង្ខិតបង្ខំទរុណកម្មកំតិចធ្វើឲ្យវាមានការរូបភាពអាក្រក់ក្រៃអញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិបែងចែកឲ្យស្ដាច់ច្បាស់ហើយហ្នឹងមួយស្ពាយអាវុធមួយស្ពាយពជាតបតៃ អត់អាចច្បាំងគ្នាបានទេអត់អាចទេបើច្បាំងដោយប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាពលរដ្ឋមានតម្លៃបើច្បាំងដោយអាវុធប្រឆាំងមានអាវុធមកណាបើអត់មានដៃគូអាវុធអត់មានអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺជាការភ័យខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងដោយសារលោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ច្រើនពេកពីអតីតកាលយើងឬយើងអាចនិយាយបានថា អំពើបាបកំពុងតែតាមលងបន្លាចលោកខុនសែនគ្រប់វិនាទីទោះបីដេកក៏មិនលក់បក់ក៏មិនហើយដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានមតិខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងនេះដោយសារលោកខុនសែនខ្លាចត្រមោលខ្លួនឯងដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មនិងអំពើក្បត់ជាតិដែលបន្សល់ទុកសម្រាប់គេតំណែលដែលក្នុងរបបរបស់លោកខុនសែនបាទខ្ញុំមានមតិយោបល់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគោរពតាមទីនេះជូនទៅលោកសុភិន បាទសូមអរគុណលោកសុធារាក៏សូមអរគុណលោកចំពោះវគ្គមានទឹកបីរូបបាទយើងនឹងលើកឡើងនៅវេលាថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតគឺថាតេតតងនឹងវិបត្តិបាទសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាពាក្យសង្គ្រាមនៅហ៊ុនសែនតែងតែលើកឡើងមិនឈប់មិនដាច់ជាមោះហើយនៅបង្កយើងហៅថាហេតុឲ្យគិតឃើញអំពីសង្គ្រាមនឹងតាមទៀតផងដូចជាថ្ងៃនេះជាដើមលោកហ៊ុនសែនថាមានប្រជាមិត្តឯណាប្រើដ្រូនប្រើអីនៅតាមព្រំដែនអានឹងសតិជារឿងដែលហ៊ុនសែនប្រឌិតអញ្ច
ơn chụp bộ bà phụ ổn chân rộng chết bà bàn tàm đàn tốt xin à.
បាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទតាំងពីដើមរដ្ឋលទ្ធីបញ្ចប់នៅពេលនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្ញុំមានកំណត់បាទសូមជួបគ្នានៅពេលថ្ងៃស្អែកទៀតបាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ share បាទនិងជួយ like ហើយនិងចូលរួមខមមិនបានច្រើនបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាអំពីកម្មវិធីបាទហើយយើងចាប់ពីពេលនេះបាទសូមអរគុណបាទ